Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau làm bộ bàn tay xinh số 5 rồi. Và đây là sản phẩm thứ 3 nha, một chị dâu vô cùng đáng yêu. Và các em hãy cùng chị Ami soạn những cái đồ đầy đủ ra để chúng ta bắt đầu làm nào. Đây, chị Ami đã soạn ra sticker hình trái dâu và những cái miếng vải nỉ nhiều màu sắc. Có màu hồng, màu xanh lá cây, màu đen và màu trắng. À, có cả một miếng màu đỏ nữa các em. Rồi và bây giờ chúng mình sẽ dán sticker lên vải nỉ và cắt ra nha. Ở đây chị đã cắt được hai miếng có hình trái tim nè, cái cuốn của trái dâu, cái miệng, có chân mày và có mắt nữa. Những cái bộ phận này thì hơi khó cắt một chút cho nên các em cố gắng nha. Rồi chúng ta sẽ để hai cái chân mày lên, một cái miệng màu đỏ, ở trong là một miếng màu trắng tượng trưng cho hàm răng. Rồi tiếp theo là hai cái đôi mắt. Bạn hình trái dâu này thì đang nháy mắt đó các em, rất là dễ thương đúng không nào. Chúng ta sẽ để tròng trắng và tròng đen vào ở đôi mắt nữa. Wow, cái mặt của bạn dâu này nhìn rất là xinh. Rồi chúng ta có thể dùng kim chỉ hoặc là keo để dán lại nha. Chị đã xong rồi đây. Bây giờ chị sẽ để hai miếng hình trái tim chồng lên nhau. Và sau đó dùng kim chỉ màu hồng và bắt đầu chị sẽ may mũi may viền. Chị may vòng khắp cái hình trái tim này nhưng mà chị sẽ chừa lại 4 cm. Chừa lại như vậy là để chúng ta có thể nhồi bông gòn vào bên trong. Như vậy sản phẩm của chúng ta sẽ rất là mềm và đẹp. Mũi may viền này rất là dễ may đúng không nào. Thì chắc chắn là bạn nào mà có đi học thêu á, ở trong trường thì chắc chắn là biết luôn. Ngày xưa thì chị Ami cũng học nghề ở trong trường, là chị Ami chọn nghề thêu đó các em. Đó, chị sẽ chừa ra 4 cm và chúng ta bắt đầu nhồi bông gòn vào nhé. Bông gòn chúng ta đã có sẵn trong bộ bàn tay xinh, chị sẽ dùng kéo và cắt ra. Bông gòn này thì được hút chân không cho nên các em thấy ít, nhưng mà khi chúng ta cắt ra thì rất là nhiều. Rồi chị sẽ nhồi bông gòn vào bên trong hình trái dâu này. Cái hình trái dâu này thì có dạng giống như hình trái tim đơn giản cho nên chúng ta nhồi vào cũng cực kỳ nhanh luôn, không có gì khó hết. Có nhiều hình thì có nhiều ngóc ngách nhỏ nhỏ nên chúng ta có thể là khó nhồi bông hơn. Rồi sau khi mà chị nhồi bông xong, chị sẽ dùng kim chỉ màu hồng may kín hết cái hình trái dâu này luôn. Rất là đẹp, rất là mềm và phồng nha các em. Cuối cùng thì chị sẽ dùng kim và chỉ màu hồng may móc khóa lên. Và chị sẽ may luôn phần cuốn của trái dâu này. Và như vậy là chị đã hướng dẫn xong hình trái dâu ngày hôm nay rồi đó các em ơi. Hình này rất là dễ đúng không nào. Chúng ta có thể tự tay làm để làm móc khóa cặp nè, hay là móc vào cái hộp bút của chúng ta. Cảm ơn các em đã xem video. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.